7 kênh YouTube Việt đàn ông nên theo dõi ngay lập tức. Kênh YouTube Việt nào mà anh em thường xuyên quan tâm nhất? Có khi câu trả lời sẽ hầu như là những kênh YouTube Việt theo hơi hướng giải trí đúng không? Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho anh em những kênh YouTube Việt chia sẻ nhiều về kỹ năng, những thói quen tốt và trải nghiệm những khoảnh khắc thư giãn của bản thân hơn. Nên xem 15 ứng dụng miễn phí nên có trong smartphone của đàn ông độc thân. 1. Anh bạn thân. Nếu bạn có biết đến kênh Giang ơi, thì chắc chắn cũng sẽ biết tới anh bạn thân. Nếu có thể thì xem cả hai kênh này đều giúp bạn nhìn cuộc sống này theo hướng tích cực hơn. Là câu chuyện trai tốt đã làm gì sai, là cuộc sống hôn nhân, là chuyện nuôi chó nuôi mèo hay đôi khi chỉ là dạy cách nấu những món ăn theo cách đơn giản nhất. 2. Trọng đức. Nếu muốn trở thành một người đàn ông với phiên bản tốt hơn mỗi ngày trong xã hội hiện đại, đây có thể là một kênh YouTube Việt đàn ông nên theo dõi. Nên xem 25 ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. 3. Hương vị quê hương, ẩm thực mẹ làm. Tôi từng nói rất nhiều lần đàn ông hiện đại có nhiều cái khổ, khổ nhất là không còn có cả thời gian nghỉ ngơi nữa. Cứ lao ra kiếm tiền, làm giàu, trở thành ông này bà kia. Nhưng đôi lúc xem những clip trên hai kênh này sẽ giúp các ông tìm lại được sự yên bình. Không ồn ào, không xô bồ, với những món ăn đơn giản từ xưa đến giờ, cảnh vật nông thôn và tiếng nói quen thuộc của những bậc làm cha làm mẹ. 4. Khoai lang thang. Đây là một kênh YouTube Việt về du lịch thời đại bây giờ, có nhiều người gọi là travel vlogger lắm, nhưng tại sao tôi lại giới thiệu kênh này? Đi du lịch như khoai lang thang, đúng nghĩa là sống với nơi mình đến, tìm hiểu cặn kẽ bằng sự chân phương của người miền Tây. Không cần là những địa điểm du lịch, không cần phải chụp thật nhiều hình sống ảo, mà là sống như người bản địa. Nên xem 20 điều đàn ông nhất định phải làm khi đi du lịch. 5. Đặng SNN, một kênh YouTube khác về kỹ năng, những cuốn sách nên đọc và cả những mẹo về cách làm YouTube cho những anh em quan tâm. 6. Web 5 ngày, thực ra kênh này có rất nhiều thứ thú vị, nhưng cũng có một số nội dung có thể anh em sẽ không quan tâm, vậy nên nhớ chọn lọc. Nên xem 20 trang web thú vị giá như tôi biết sớm hơn. 7. Mình Mần, không có quá nhiều nội dung trên kênh YouTube này nhưng cũng là một thứ anh em có thể tham khảo về cách ăn nói và tán gái.